Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn bài 21.7. Khi nào hai thanh nam châm hút nhau? Đáp án A, khi hai cực bắc để gần nhau. Đáp án B, khi hai cực nam để gần nhau. Đáp án C, khi để hai cực khác tên gần nhau. Đáp án D, khi cọ sát hai cực cùng tên vào nhau. Để chọn đáp án đúng nhất thì các bạn cần nắm kiến thức cơ bản sau đây. Đó là hai nam châm đặt gần nhau thì sẽ tương tác với nhau theo nguyên tắc cùng cực thì đẩy, khác cực thì hút. Tức là hai nam châm mà để cùng cực với nhau thì sẽ đẩy với nhau và khác cực thì hút. Như vậy căn cứ vào cái kiến thức này thì ta có thể loại bỏ được đáp án A, đáp án B. Đáp án A, khi hai cực bắc để gần nhau, hoặc là đáp án B, khi hai cực nam để gần nhau thì chúng sẽ đẩy với nhau. Như vậy còn đáp án C và đáp án D thì trong chương trình thì chúng ta không có nhắc tới cái việc mà cọ sát của hai cực thì nó sẽ đẩy. Còn đáp án C, khi để hai cực khác tên gần nhau thì hút nhau thì điều này là chắc chắn. Còn đáp án đến D thì trong chương trình chúng ta không có học điều này, cho nên là đáp án đúng nhất là chúng ta chọn là đáp án C.